Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày, và sau đây là tin Trường Giang tạo biệt thự mới siêu sang tại đảo Phú Quốc, nhà Phương chuẩn bị làm bà chủ. Nhân dịp sinh nhật Trường Giang hạnh phúc nhận sự chúc phúc từ bạn bè, người yêu, anh cũng giới thiệu với mọi người căn biệt thự mới mua ở Phú Quốc. Tối ngày 20 tháng 4, nghệ sĩ Trường Giang tổ chức tiệc mừng sinh nhật tại huyện đảo Phú Quốc với nhà Phương và những đồng nghiệp thân thiết như Nhật Cường, Hoàng Sơn. Bữa tiệc diễn ra trong căn biệt thự Trường Giang mới tạo. Như chính anh tâm sự trong buổi tiệc, đây là bất động sản đầu tiên đứng tên Trường Giang. Cuộc đời em chưa từng có căn nhà nào hết. Vì thế trong ngày hôm nay em rất vui, anh nói. Danh hài xứ Quảng còn hổm hỉnh chia sẻ. Dù mua nhà nhưng anh sợ không có điều kiện qua đây để thường xuyên vì vướng công việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường Giang không nói về giá trị biệt thự, nhưng bạn anh, nam diễn viên Lê Hoàng, tiết lộ danh hài đã mua với giá là 15 tỷ đồng. Tại Phú Quốc đây chưa phải là biệt thự hạng nhất, nhưng có ý nghĩa rất lớn với gia chủ. Trong buổi tiệc, Nhã Phương tiết lộ đây là năm đầu tiên Trường Giang tổ chức sinh nhật. Trong suốt những năm qua, danh hài luôn cố gắng, tích cóp với mong ước có một ngôi nhà riêng. Cô hạnh phúc khi bạn trai cuối cùng cũng thỏa mong muốn. Trước đó, trên trang cá nhân, Mười Khó từng khẳng định bao nhiêu năm ao ước, sinh nhật năm nay, không đi đâu xa, đón gió biển lòng lộng ở nhà. 34 tuổi mới sở hữu căn nhà đầu tiên, nên bạn bè liên tục hỏi anh về ý định khi nào để Nhã Phương trở thành bà chủ. Trước câu hỏi này, anh tuyên bố chắc nịch: cuộc đời tôi, bà còn nắm, huống chi là cái nhà này. Trên trang fanpage, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng nam nghệ sĩ xứ Quảng thành công hơn và cũng mong anh sớm kết hôn. Hẹn hò từ năm 2015, Trường Giang Nhã Phương vẫn ngọt ngào, dù không ít lần vướng tin đồn rạn nứt, họ luôn dành thời gian bên nhau. Gần nhất Trường Giang chủ động thu xếp công việc để đến phim trường thăm người yêu. Bù lại trong dịp sinh nhật này, Nhã Phương cũng dựng nhiều kế hoạch để tận hưởng phút giây riêng tư ở Phú Quốc. Trường Giang giới thiệu biệt thự siêu sang. Trường Giang chuẩn bị đón tuổi 34 vào ngày 20 tháng 4 sắp tới. Những ngày này, danh hài đã có mặt ở Phú Quốc để chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ. Theo kế hoạch, Trường Giang sẽ cùng các đồng nghiệp đón tuổi mới trong ngôi biệt thự anh mới mua tại đảo Ngọc. Sau đó, vào ngày 21 tháng 4, họ sẽ có một đêm diễn đặc biệt phục vụ bà con tại đây, mang tên là Siêu Hài Hội Ngộ. Mới đây, trên trang fanpage chính thức của mình, danh hài Trường Giang vừa chia sẻ những hình ảnh mới nhất về căn biệt thự anh vừa tậu tại Phú Quốc. Sau nhiều năm tích cóp từ việc đi diễn và lo toan mở quán ăn, gần đây Trường Giang đã có thể sắm được nhà mới. Đây chính là căn nhà gần biển mà anh ao ước từ lâu, với quang cảnh rất đẹp và hữu tình. Trường Giang từng chia sẻ những ngày đầu mới vào nghề, anh phải ở trong khu nhà sập xệ, không có chăn, gối, tối nằm ngủ dưới đất, có chuột chạy qua, cả tháng ăn mì gói để đi diễn. Khi thu nhập dần ổn định và bắt đầu có dấu ấn trong lòng khán giả, anh mua được một căn chung cư khấm khá hơn, nhưng vẫn nhỏ và khá chật chội. Bước vào bước ra đụng cửa, mỗi lần mời bạn bè sang rất ngại vì nhà không có chỗ thoải mái. Căn nhà mới của nam danh hài vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và hứa hẹn sẽ rất đẹp khi mọi thứ xong xuôi. Được biết, Trường Giang sẽ đón sinh nhật sắp tới cùng các đồng nghiệp trong chính căn biệt thự mới của mình. Bao nhiêu năm ao ước, giờ thì lại trông ngóng từng ngày. Sinh nhật năm nay không cần đi đâu xa, đón gió biển lòng lòng ở nhà luôn, anh chia sẻ. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
Bạn trai cuối cùng cũng thỏa mong muốn. Trước đó, trên trang cá nhân, Mười Khó từng khẳng định
bao nhiêu năm ao ước, sinh nhật năm nay, không đi đâu xa, đón gió biển lòng lòng ở nhà. 34 tuổi mới sở hữu căn nhà đầu tiên, nên bạn bè liên tục hỏi anh về ý định khi nào để nhà Phương trở thành bà chủ. Trước câu hỏi này, anh tuyên bố chắc nịch: cuộc đời tôi, bà còn nắm, huống chi là cái nhà này. Trên trang fanpage, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng nam nghệ sĩ sứ quản thành công hơn và cũng mong anh sớm kết hôn. Hẹn hò từ năm 2015, Trường Giang nhà Phương vẫn ngọt ngào, dù không ít lần vướng tin đồn rạn nứt, họ luôn dành thời gian bên nhau. Gần nhất Trường Giang chủ động thu xếp công việc để đến phim trường thăm người yêu. Bù lại trong dịp sinh nhật này, Nhã Phương cũng dựng nhiều kế hoạch để tận hưởng phút giây riêng từ ở Phú Quốc. Trường Giang giới thiệu biệt thự siêu sang. Trường Giang chuẩn bị đón tuổi 34 vào ngày 20 tháng 4 sắp tới. Những ngày này, danh hài đã có mặt ở Phú Quốc để chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ. Theo kế hoạch, Trường Giang sẽ cùng các đồng nghiệp đón tuổi mới trong ngôi biệt thự anh mới mua tại đảo Ngọc. Sau đó, vào ngày 21 tháng 4, họ sẽ có một đêm diễn đặc biệt phục vụ bà con tại đây, mang tên là Siêu Hài Hội Ngộ. Mới đây, trên trang fanpage... Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày, và sau đây là tin Trường Giang tạo biệt thự mới siêu sang tại đảo Phú Quốc, nhà Phương chuẩn bị làm bà chủ. Nhân dịp sinh nhật, Trường Giang hạnh phúc nhận sự chúc phúc từ bạn bè, người yêu. Anh cũng giới thiệu với mọi người căn biệt thự mới mua ở Phú Quốc. Tối ngày 20 tháng 4, nghệ sĩ Trường Giang tổ chức tiệc mừng sinh nhật tại huyện đảo Phú Quốc với Nhã Phương và những đồng nghiệp thân thiết như Nhật Cường, Hoàng Sơn. Bữa tiệc diễn ra trong căn biệt thự Trường Giang mới tạo. Như chính anh tâm sự trong buổi tiệc, đây là bất động sản đầu tiên đứng tên Trường Giang. Cuộc đời em chưa từng có căn nhà nào hết, vì thế trong ngày hôm nay em rất vui, anh nói. Danh hài sứ quản còn hổm hỉnh chia sẻ: dù mua nhà nhưng anh sợ không có điều kiện qua đây để thường xuyên vì vướng công việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường Giang không nói về giá trị biệt thự, nhưng bạn anh, nam diễn viên Lê Hoàng, tiết lộ danh hài đã mua với giá là 15 tỷ đồng. Tại Phú Quốc, đây chưa phải là biệt thự hạng nhất, nhưng có ý nghĩa rất lớn với gia chủ. Trong buổi tiệc, Nhã Phương tiết lộ đây là năm đầu tiên Trường Giang tổ chức sinh nhật. Trong suốt những năm qua, danh hài luôn cố gắng, tích cóp với mong ước có một ngôi nhà riêng. Cô hạnh phúc. Của mình, danh hài Trường Giang vừa chia sẻ những hình ảnh mới nhất về căn biệt thự anh vừa tậu tại Phú Quốc. Sau nhiều năm tích cóp từ việc đi diễn và lo toan mở quán ăn, gần đây Trường Giang đã có thể sắm được nhà mới. Đây chính là căn nhà gần biển mà anh ao ước từ lâu, với quang cảnh rất đẹp và hữu tình. Trường Giang từng chia sẻ những ngày đầu mới vào nghề, anh phải ở trong khu nhà sập xệ, không có chăn gối, tối nằm ngủ dưới đất, có chuột chạy qua, cả tháng ăn mì gói để đi diễn. Khi thu nhập dần ổn định và bắt đầu có dấu ấn trong lòng khán giả, anh mua được một căn chung cư khấm khá hơn, nhưng vẫn nhỏ và khá chật chội. Bước vào bước ra đụng cửa, mỗi lần mời bạn bè sang rất ngại vì nhà không có chỗ thoải mái. Căn nhà mới của nam danh hài vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và hứa hẹn sẽ rất đẹp khi mọi thứ xong xuôi. Được biết, Trường Giang sẽ đón sinh nhật sắp tới cùng các đồng nghiệp trong chính căn biệt thự mới của mình. Bao nhiêu năm ao ước, giờ thì lại trông ngóng từng ngày. Sinh nhật năm nay không cần đi đâu xa, đón gió biển lòng lòng ở nhà luôn, anh chia sẻ. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.